Sáng ngày 23 tháng 6, một chung cư trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị bể đường ống nước phòng cháy chữa cháy, làm nước chảy tràn ra chung cư như thác đổ, một số người bị kẹt trong thang máy. Theo báo cáo từ ban quản lý chung cư ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, khoảng 9 giờ 26 phút, đường ống nước từ tủ phòng cháy chữa cháy trên tầng 21, block A của chung cư này bị bể, làm nước tràn ra hành lang. Nước sau đó chảy vào thang máy và thang bộ như thác đổ. Thời điểm này có cư dân mắc kẹt trong hai thang máy nên cầu cứu và được bộ phận an ninh, kỹ thuật giải cứu kịp thời. Nước còn tràn qua block B làm hệ thống thang máy ở đây bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đã phải tạm dừng hệ thống thang máy. Ngay sau đó, ban quản lý chung cư đã liên hệ với các nhà thầu liên quan cùng đội ngũ kỹ thuật tới xử lý sự cố, vận hành thang máy trở lại vào trưa cùng ngày. Đường ống nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng đã được khắc phục và dự kiến sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống vào ngày 24 tháng 6.